Dù chỉ mới ở tuổi 56, nhưng ca sĩ Long Nhật đã sớm được lên chức ông ngoại. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh rơi nước mắt khi nhận được tin vui đã nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Long Nhật gây chú ý khi khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái và cháu ngoại vừa chào đời. Nam ca sĩ không giấu nổi sự vui mừng, anh hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân, giấc mơ có thật. Lần đầu tiên được làm ông ngoại, vui sao nước mắt lại trào. Ngoài ra, Long Nhật còn đăng kèm hình ảnh bên con gái và cháu ngoại mới chào đời tại bệnh viện. Theo đó, ở tuổi 56, Long Nhật đã lên chức ông ngoại. Niềm hạnh phúc này khiến nam ca sĩ khó diễn tả thành lời. Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả dành những lời chúc mừng gửi đến Long Nhật và gia đình. Chúc mừng ông ngoại, chúc bé một đời an nhiên, mừng cho anh và gia đình nhé, tuyệt vời ông ngoại ơi. Chúc mừng gia đình anh là những bình luận bên dưới khoảnh khắc được Long Nhật chia sẻ trên trang cá nhân. Long Nhật là một trong những ca sĩ nam dù đã lập gia đình từ rất lâu, có vợ con đông đủ nhưng vẫn rơi vào nghi vấn đồng tính suốt một thời gian dài. Thậm chí, một số khán giả còn đặt nghi vấn cho rằng Long Nhật lấy vợ chỉ là để có bức bình phong, che đậy đi giới tính thật. Trước những thông tin này, Long Nhật từng tâm sự ai cũng cho rằng anh làm màu, tưng bừng kết hôn rồi âm thầm ly dị. Song đáp lại, anh chọn cách mặc kệ những lời bàn tán, chỉ suy nghĩ một cách đơn giản rằng hạnh phúc nhà mình thì mình giữ. Trước đó, ca sĩ Long Nhật từng lên tiếng về nghi vấn chuyển giới. Anh khẳng định bản thân không có phẫu thuật chuyển giới. Nam ca sĩ cho biết anh chỉ thực hiện các thủ thuật cắt mí, nâng mũi và làm cằm. Trước đó, dư luận không khỏi xôn xao khi Long Nhật xuất hiện bí ẩn tại một trung tâm thẩm mỹ. Trên trang cá nhân, Long Nhật còn có bài đăng đầy ẩn ý, lột xác, điều gì đến phải đến. Chia sẻ này khiến người hâm mộ tin rằng anh đang tìm lại giới tính. Trước những tin đồn không hay, Long Nhật thẳng thắn tuyên bố, bây giờ Long Nhật chính thức xác nhận là, tôi không chuyển giới gì cả. Hạnh phúc gia đình là đây rồi, sự nghiệp ca hát và diễn xuất gần 30 năm được khán giả bốn phương ái mộ yêu thương, được các thầy cô, anh chị em đồng nghiệp tin tưởng, trân trọng. Tất cả là đây rồi, Long Nhật mãi mãi là Long Nhật nhỏ nhắn của quý vị, luôn ca hát thật hay, nhập vai thật ngọt để phục vụ công chúng, khán giả. Chính vì vậy, tôi không đi tìm hạnh phúc, niềm vui xa xôi, không cần phải thay đổi gì. Được biết, bà xã Long Nhật, Kim Ngân hiện đang nuôi dưỡng bốn đứa con ở Hải Phòng và anh thường xuyên đi lại để thuận tiện cho công việc ở Sài Gòn. Bất chấp cuộc sống chồng nam, vợ bắc, Long Nhật và bà xã Kim Ngân vẫn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bốn người con và dù nam ca sĩ gặp không ít những scandal, ồn ào bao nhiêu năm qua. Hơn 20 năm hôn nhân, chặng đường đó có quá nhiều giông bão, nhiều lần chị Kim Ngân cũng định buông tay nhưng rồi duyên nợ vẫn đi bên nhau tới giờ phút này. Trong hơn 2 thập kỷ gắn bó, Long Nhật thừa nhận vợ thiệt thòi khi anh đi diễn liên tục vì đam mê sân khấu, ca hát, đóng phim mà bỏ bê gia đình. Thế nhưng bà xã rất tâm lý, thấu hiểu, không hề trách móc nam ca sĩ. Hiện tại, nam ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên vợ con, khối tài sản thuộc dạng khủng với bất động sản trải khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Về việc dạy dỗ các con, Long Nhật cho biết vợ anh, Kim Ngân là người luôn kỷ luật, nghiêm khắc trong vấn đề này. Còn anh thì thường chiều chuộng con vì suy nghĩ muốn bù đắp tình cảm những lúc phải đi diễn xa nhà. Tôi muốn một ngôi nhà ấm cúng, thành viên trong nhà tự do thể hiện tình cảm. Khi trở về nhà, mọi giông bão bỏ ngoài cánh cửa, Long Nhật từng bộc bạch.